Em tên là Nguyễn Công Minh, 11 tuổi, học ở trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên. Em bắt đầu học lập trình từ khoảng 2 năm trước rồi. Lý do em bắt đầu lập trình là em muốn tạo ra những trò chơi vui, thú vị. Chương trình đầu tiên em dùng là Scratch. Em tạo một cái máy tính, em đã tạo một cái máy tính có thể cộng trừ nhân chia được ở trên đó. Em biết tích kỹ qua mẹ em và mẹ em đã tìm hiểu ở trên mạng rất là kỹ. Em đã học trải nghiệm 4 buổi. Vì 4 buổi đó rất là vui nên em quyết định học tiếp. 4 buổi trải nghiệm đó em đã làm ra được một cái game có một con máy bay nó có thể bay đi bay lại và bắn những con quái vật. Đây là Nature Runner. Em làm cái sản phẩm này cùng với những anh khác và em phụ trách phần code, còn các anh khác phụ trách phần đồ họa và phần animation. Thì đây là con nhân vật của mình. Nó được lấy ý tưởng từ trò chơi khủng long. Và nhiệm vụ của con này là nhảy qua được những chặng để nhảy qua được những cái vật cản ở trên đường. Và mỗi lần đi qua như thế thì nó sẽ tăng một cái điểm ở trên này. Và khi chết thì nó sẽ hiện ra điểm của bạn hiện trong vòng chơi vừa nãy và điểm cao nhất là điểm bao nhiêu. Ok, khi ta ấn W thì con này sẽ nhảy lên. Khi mà ta chết thì ta sẽ ấn phím space để chơi lại lần nữa. Còn khi ấn S thì nó sẽ trườn xuống. Và đến một điểm nào nó sẽ xuất hiện một cái power up có thể ăn được. Hơi lâu tí thôi. Đây. Khi mà ta ăn cái này ta vừa hiện ra một cái gì. Ui dồi. Thôi tạch. Khi mà có hai power up ở trong game, một là power up hiện ra cái dìu. Cái dìu thì có thể chặt được cái cây. Và một cái power up là hiếm gặp hơn, đó là biến con người này thành khổng lồ. Và khi biến thành khổng lồ thì không cái gì có thể ngăn cản được nó. Khi mà điểm càng cao thì tốc độ của các vật cản sẽ chạy nhanh hơn. Em đã học trong những buổi học em đã học anh Seiko và anh Sáng. Anh Seiko thì rất là nhiệt tình, vui vẻ và nhưng mà anh ấy lại có lúc tự nhiên anh ấy lại cười tự nhiên cười không lý do. Còn anh Sáng thì anh cũng rất là nhiệt tình giúp đỡ các học sinh. Nhưng mà có một điều là anh ấy khi một máy tính của ai bị chết thì anh ấy bảo thôi mua máy mới luôn đi. Em cảm thấy rất vui khi học với Take It. Em có rất là nhiều bạn mới. Em đã làm quen được với rất là nhiều bạn mới. Và những ngôn ngữ lập trình rất là phong phú và thú vị nữa. Uh,
học lập trình thì là một thử thách khá là thú vị cho em. Có lúc và đúng một cái gì theo ý của mình thì em cảm thấy rất vui, nhưng mà có một khi ngược lại thì em cũng cảm thấy là muốn cố gắng hơn để tìm ra lỗi sai ở phần lập trình ấy. Em chúc các bạn học sinh mới ở đây vui vẻ và có một thời gian tốt, cũng như chúc mọi người ở TechKids làm ăn thành đạt.